Hot gà, đồ hot gà, gà hot, hot gà gì. Thường ở trong phim gì mà nửa đêm á, nửa đêm là xe ngựa chạy đi á. Xe ngựa mà. À, xe ngựa đi. Xin ngựa ra là không được thử nghe cô là. À, quay ta. Hoàng tử với công chúa nè. Đó. Lọ lem. Romeo là Juliet. Cái này công người đẹp, người đẹp. À. Đang ở đây đi xe ngựa, đi dạo phố Santorio. À. Hãy đi thiện và đi ngựa. À. Nếu mà đi cái này ngồi ngồi ở đó ngồi thấy nó sáng sủa hơn. Cái này thì á có dòng bông đẹp sơn phơn. Cái này á mình phải đạp á nó mới chạy á. Mình vừa uống bia nhiều mình phải đạp đạp á. À dạ. Hay thế. Có nhiều món mà có nhiều món chơi, món chơi. Rồi nè. Ở xe đâu cũng có. Đạp đạp đạp. Oh brother. Nó mới hát áo rồi, phải cắt vậy. Kê, 30 hình kìa. 30 hình. Đó, tài xế. Lưng của tài xế. Nít ngồi, ngồi màu này hạp quá nít. Nít ngồi trên cái mông đẹp quá. Màu giờ người ấy là ai màu tím. Thành như là này ngồi đẹp quá nè, hai cặp này ngồi. That's cool. Yeah. Thấy đi cũng đâu có mát luôn. Đó, xe ngựa. Tội nghiệp con ngựa. Hôm nay con ngựa nó bị mấy trăm phao. Hello. À, người ta nhé. Hello. Tội nghiệp ngựa hay ngựa. My mom's still